Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Ngành Việt Nam. Thì đây là Galaxy Watch Active 2. Đây chỉ là cái hộp thôi. Đồng hồ thì mình đã lấy ra rồi. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ có một phiên bản khác nó xịn sò hơn ở đây. Nó xịn sò như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhá. Hộp thì nó cũng sẽ nhỏ hơn so với phiên bản Watch Active 1 của năm ngoái. Mình cũng sẽ lấy ra và bên dưới sẽ là bộ phụ kiện sạc của chiếc Watch Active 2 này. Các bạn lưu ý nếu như các bạn sử dụng những cái cục sạc khác không đúng chuẩn thì nó sẽ gây nóng chiếc đồng hồ. Nó vẫn sẽ nhận sạc thôi nhưng nó sẽ không sạc được pin và nó sẽ gây nóng chiếc đồng hồ. Đến với chiếc Watch Active 2 đi thì ở đây mình đang có phiên bản 44mm và đây cũng sẽ là phiên bản 44mm. Nhưng hai phiên bản này nó sẽ khác biệt nhau một chút. Đây là cái phiên bản mà mình đang đeo, nó sẽ là phiên bản nhôm aluminum. Trong khi đó thì cái phiên bản này nó sẽ là phiên bản thép. Nó sẽ xịn sò hơn và nó cũng sẽ được trang bị luôn cả dây giả da ở bên trong hộp khi các bạn mua về. Còn với cái phiên bản nhôm thường như thế này thì nó sẽ là dây cao su. Tất nhiên rồi, bởi vì mức giá của nó sẽ rẻ hơn khá nhiều so với phiên bản thép. Năm nay thì với Watch Active 2 các bạn cũng sẽ có thêm nhiều tùy chọn. Ví dụ như phiên bản 40mm hoặc là 44mm để cho các bạn có thể là dễ dàng hơn để tùy chọn theo kích thước tay của bạn. Ví dụ như tay các bạn to to như tay của mình thì lựa chọn phiên bản 44mm nó sẽ phù hợp hơn. Trong khi đó với những tay bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn thì các bạn có thể đeo phiên bản 40mm nó sẽ phù hợp. Còn như năm ngoái thì với Active 1 các bạn sẽ không có tùy chọn về kích thước đồng hồ. Với phiên bản 40mm thì các bạn sẽ có kích thước màn hình là 1.2 inch. Trong khi đó thì cái phiên bản 44mm chúng ta sẽ có kích thước màn hình đấy là 1.4 inch, lớn hơn khá nhiều. Độ phân giải sẽ đều là 360x360 và tấm nền Super AMOLED. Nói chung rằng là màn hình của những chiếc Watch Active từ trước đến nay thì chúng ta sẽ không có điều gì để phàn nàn. Về hệ điều hành chạy trên những chiếc Watch Active này, các bạn sẽ có đấy là Tizen OS do Samsung phát triển. Khi mà mở vào đây thì sẽ là vào menu và các bạn sẽ có thể kéo sang để mở ra những mục khác nhau. Chúng ta sẽ có một tính năng đấy là các bạn sẽ xoay cái vòng benzen giả lập ở đây để có một cái trải nghiệm giống như chúng ta đang sử dụng những cái dòng Gear S trước đây. Với cái phiên bản Watch Active 1 thì các bạn sẽ không có tính năng đấy là xoay giả lập như thế này, còn với phiên bản 2 thì chúng ta sẽ có. Đây là một điểm rất là tuyệt vời trên cái chiếc Watch Active 2. Ngoài ra thì với Watch Active 2 các bạn cũng sẽ có khả năng nghe gọi thông qua cái loa đàm thoại ở đây. Các bạn cũng sẽ có thêm một số thao tác khác, ví dụ như vuốt bên trên xuống để có thể theo xem được tất cả những cái thông tin về đồng hồ, ví dụ như là mức sáng bao nhiêu hay là các bạn đang có bao nhiêu phần pin và kết nối ra sao. Đưa qua bên đây nữa để mở rộng ra các kết nối, ví dụ như là mở chế độ máy bay hay là chúng ta có thể mở được wifi. Tất cả khu vực thông báo thì các bạn có thể là đi ra màn hình home và sau đó các bạn sẽ kéo sang. Nó sẽ có rất nhiều những cái mục thông báo được sắp xếp với nhau theo thứ tự ngày tháng. Ví dụ như cái thông báo nào nhận trước thì nó sẽ hiện càng sâu ra đây, thông báo nào mới nhận thì nó sẽ hiện ở trên đây. Và các bạn cũng có thể tùy chỉnh được những widget ở đây rất là dễ dàng. Và với chiếc Watch Active 2 này thì các bạn vẫn có thể kết nối rất dễ dàng. Đây là nền tảng như ở đây thì mình đang sử dụng kết nối nó với một chiếc điện thoại iPhone sử dụng hệ điều hành iOS thông qua cái ứng dụng đấy là Galaxy Watch. Khi mà kết nối thì các bạn cũng sẽ có thể là cài đặt cái đồng hồ ở ngay bên trong đây, ví dụ như là chỉnh về âm thanh, mức rung và chúng ta có thể chỉnh hiển thị tất cả các thứ luôn. Và các bạn lưu ý với những tính năng mà vừa mình show đến cho các bạn ạ thì các bạn cũng sẽ phải thiết lập bằng tay chứ nó không tự động có sẵn. Các bạn sẽ đi vào phần cài đặt cho mình và các bạn sẽ mở ra cái phần đấy là nâng cao ở đây thì nó sẽ có một số tùy chọn, ví dụ như là bấm 2 lần vào trang chính để có thể mở ra Bixby. Nếu như các bạn không dùng Bixby thì các bạn có thể cài đặt sang một cái tính năng khác. Vòng cảm ứng thì nó sẽ là cái tính năng giả lập lại cái vòng xoay ở ngoài để khi các bạn trượt tay nó sẽ chuyển qua từng ứng dụng. Thao tác đánh thức bật thì nó sẽ giúp cho các bạn khi mà đưa tay lên nó sẽ tự động bật sáng màn hình và đưa tay xuống nó sẽ tự động tắt, rất là hay ho. Chính xác hơn thì nó là rất là tiện ích. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một số những thứ khác, ví dụ độ nhạy cảm ứng để cho các bạn có thể dán cường lực lên hoặc là chế độ không làm phiền, chế độ giảm hát, rất nhiều những thứ ở trong đây để cho các bạn có thể tùy chọn. Ngoài ra một cái thứ nâng cấp rất rõ rệt ở trên cái chiếc Watch Active 2 này đấy là về cảm biến đo nhịp tim. Nó đã được nâng cấp lên nhiều đèn LED hơn, cảm biến tốt hơn để giúp cho các bạn khi mà đo nhịp tim hoặc là sử dụng những cái cảm biến để luyện tập thể thao nó cũng sẽ chính xác hơn. Khả năng kháng nước kháng bụi bẩn cũng không thể thiếu trên cái chiếc Samsung Galaxy Watch Active 2 này. Nói chung Watch Active 2 là một sản phẩm nâng cấp rất đáng giá và nâng cấp rất rõ rệt so với phiên bản 1. Và các bạn thấy sao về chiếc Watch Active 2 này? Xin một comment để lại ý kiến cá nhân các bạn ở phía bên dưới bình luận của video. Video này thì có lẽ mình tạm dừng lại tại đây, còn để đánh giá chi tiết hơn thì mình sẽ hẹn các bạn vào một video lần sau khi mà mình đã trải nghiệm được nó hơn một tuần hoặc là một tháng gì đó, có những cái thông số cụ thể rồi thì chia sẻ nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của Tạp chí Ngành Việt Nam. Xin chào và gặp lại bạn trong video lần sau. Nói thật các bạn, bản thép này vẫn ngon hơn quá nhiều luôn.